Quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và em Hằng đến từ Auto 88, có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay thì cũng là những ngày cuối tuần của tháng 7 rồi, thì em xin phép lên báo giá chi tiết tất cả các xe của bên em. Bảng giá đã được cập nhật và ưu đãi hơn rất là nhiều trong một thời điểm này anh chị ạ. Và mấy ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội rất là mưa, nên là em cũng tranh thủ để lên báo giá sớm để cho anh chị có thể là tham khảo, cũng như là cuối tuần có thể là dành thời gian này tham khảo trực tiếp hoặc là qua giúp em trên kênh video để anh chị có thể là chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý ạ. Và chiếc xe đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến quý anh chị đây ạ. Đây là bên phải em, đây là chiếc BMW X4 phiên bản X-Driver and Sport 20i, được sản xuất năm 2020 và mang model của năm 2021 ạ. Xe chạy được 7 vạn km, tuy nhiên chất xe còn rất là mới anh chị ạ. Và chiếc này thì là ngoại thất là màu trắng này, bên trong nội thất là màu nâu da bò, rất là đẹp và sang trọng. Và chiếc này hiện tại là bên em đang chào bán với mức giá cũng rất là cạnh tranh so với thị trường ạ. 1.920.000.000 đồng, và có thương lượng thêm khi anh chị đến xem xe và thực sự có thiện chí ạ. Và với tất cả các xe của bên em thì đều được bảo hành động cơ hộp số lên tới 1 năm và có cam kết cho anh chị văn bản là xe không nồng độ ngập nước hay là thủy kích ạ. Và tiếp đến chiếc xe này thì là Peugeot 5008, nhưng mà tuy nhiên thì bên em cũng có khách cọc rồi ạ. Và tiếp theo một chiếc xe thì bên em cũng mới về trong tuần này thôi, đây là chiếc Mercedes-Benz GLC 200 và được sản xuất năm 2020 ạ. Và xe thì cũng lăn bánh được khoảng 7 vạn km. Và chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang chào bán với mức giá là 1.279.000.000 đồng ạ. Và tất cả các xe của bên em mà khi anh chị đến xem xe thì anh chị hoàn toàn có thể là đem xe đi rất thoải mái, ưng ý rồi thì mới phải cọc cho bên em anh chị nha. Vâng, và mời camera đi gần hơn giúp em ạ, để cho anh chị có thể tham khảo được rõ chi tiết hơn. Và tiếp bên phải em đây với một mẫu rất là đình đám của nhà Toyota, thì em đang có Toyota Venza là bản nhập Mỹ ạ, và được sản xuất năm 2011. Và một điều đặc biệt là xe một chủ từ đầu anh chị ạ. Và chiếc xe này thì hiện tại là chạy được 9 vạn miles. Tất cả những ngoại thất và nội thất bên trong thì đều là zin nguyên bản ạ. Và hiện là bên em đang chào bán với chiếc này với mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn luôn ạ, 589 triệu đồng ạ. Và trong cái gian ngoài này của bên em thì hiện bên em cũng vừa mới về ngày hôm qua thôi. Và đây em đang có, đây là chiếc VinFast Lux SA bản Bay 2.0, được sản xuất năm 2021 ạ, một chủ tư nhân từ đầu. Và chiếc xe này thì chạy được hơn 6 vạn km, và bên em đang chào bán với chiếc này cũng mức giá cũng rất là êm thôi ạ, 748 triệu đồng ạ. Và bây giờ thì em mời anh chị đi đến cuối dãy của phía bên ngoài. Và hiện ở đây em đang có một cặp đôi Peugeot 208. Và chiếc màu xám này thì là bản sản xuất năm 2015, bản full. Và hai bản này thì đều là nhập Pháp ạ. Và đều có những cái tính năng chung như là lùi chuồng tự động này, sửa sấy ghế này, và có cruise control. Và chiếc xe bên, và có thêm cả cửa sổ trời nữa. Và chiếc xe này bên phải em đây thì là bản 2015, và chạy được khoảng hơn 5 vạn km, tuy nhiên em cũng nghĩ là đã tua rồi. Và hiện là bên em đang chào bán chiếc này với mức giá là 335 triệu đồng. Ở chiếc bên trái của em đây thì là nó là bản sản xuất 2013, thì nó sẽ khác biệt so với bản 2015 là không có camera lùi thôi ạ. Thì chiếc này hiện tại bên em đang chào bán là 299 triệu đồng. Bên ngoài là dán đèn can hồng ạ. Và màu gốc của nó cũng là màu xám. Và bây giờ thì em mời anh chị cùng em đi vào phía bên trong của Auto. Và đây, với một chiếc Mac nữa bên em đang có là Mac S400 và đã được độ lên S450 ạ. Chiếc này thì được sản xuất năm 2016. Chủ là nữ từ đầu gốc Hà Nội và chạy được 8 vạn km. Và hiện bên em đang chào bán chiếc này với mức giá là 1 tỷ 550 triệu đồng ạ. Và phía bên trong của Auto thì bên em cũng tuần này thì giao dịch cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà cũng khá là nhiều xe mới về. Và hiện bên trái em đây có mẫu Toyota Camry phiên bản 2.0G, được sản xuất năm 2021 ạ, và xe thì chạy được 7 vạn km. Ở ngoại thất đen, nội thất màu kem, và chiếc này thì là bên em đang chào bán với mức giá là 879 triệu đồng. Bên phải em đây em có mẫu Kia Seltos phiên bản 1.4 Premium, được sản xuất năm 2021. Và chiếc xe này thì cũng chạy được hơn 6 vạn km ạ, bản full, với mức giá rất là hời luôn ạ, 615 triệu đồng. Và tiếp đến đây, và em có mẫu Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 phun dầu Premium, được sản xuất năm 2021 ạ. Xe thì chạy được 5 vạn 4 km
Và hiện bên em đang chào bán chiếc này với mức giá là 1 tỷ 048 triệu đồng ạ. Vâng. Và tiếp đến đây thì em có một Peugeot 408. Thì bên em đang có đây với cái tông màu ngoại thất là màu đen. Thì em thấy màu này cũng khá là đẹp trong bảng màu. Và phiên bản là GT Line, được sản xuất và đăng ký cùng năm 2023. Và xe thì mới chạy được có 1.6 km thôi ạ. Bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 220 triệu đồng. Có thương lượng cực kỳ tốt khi anh chị đến xem xe đấy ạ. Và tiếp đến đây thì em có một mẫu Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium, được sản xuất năm 2020 ạ. Xe thì chạy được vào 6 vạn km. Và chiếc này thì hiện bên em đang chào bán là mức giá là 725 triệu đồng. Tông màu đỏ pha lê thì của Mazda thì quá là đẹp và ấn tượng rồi. Và bên phải đây thì em cũng là phiên bản 2.0 Premium, nhà được sản xuất năm 2021 ạ. Tông màu ngoại thất là xanh carbonsai. Và chiếc này thì được nâng cấp lên dàn lốp mid rồi này. Bên trong có được độ màn Android, camera 360, có hỗ trợ giữ làn này, sửa xây ghế đầy đủ cả. Và chiếc này hiện tại là bên em đang chào bán với mức giá cũng rất là êm thôi ạ, 740 triệu đồng. Vâng, và nó tiếp đến đây với tông màu ngoại thất là màu đỏ này. Nội thất là màu đỏ nâu rất là đẹp. Em có Toyota Corolla Cross phiên bản giữa 1.8V, được sản xuất năm 2021 và đăng ký lần đầu năm 2022 ạ. Xe siêu siêu mới ạ, chủ cũ mới á, chạy được có hơn 2 vạn km. Nhưng mà chất xe đi rất là dữ, một chủ từ đầu gốc Hà Nội. Vì hiện tại bên em đang chào bán chiếc này với mức giá rất là hữu nghị thôi ạ, 750 triệu đồng. Chiếc Peugeot 2008 màu đen này và chiếc Mazda C3 này thì hiện là bên em cũng chỉ đang chờ để bàn giao cho khách thôi ạ. Và em xin phép được kết thúc bảng báo giá của bên em tại đây. Và tại Auto88 thì có hỗ trợ anh chị vay lên tới 70% giá trị xe, cũng như là hỗ trợ anh chị đem xe đi check thoải mái mà không cần cọc ạ. Cần chi tiết về chiếc xe nào hay là cần em hàng hỗ trợ trực tiếp, anh chị vui lòng liên hệ giúp em hàng qua số hotline 0898 588 586 ạ. Và em xin chúc anh chị có một cuối tuần có nhiều niềm vui bên gia đình và có thể có thời gian để tham khảo cũng như là lựa chọn cho bản thân và gia đình một chiếc xe ưng ý ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây ạ.